tất cả đều qua sách vở và làm cho người ta bị giống như là một cái gọi là áp chế bởi cái thiền thần, áp chế bởi thần, biến chúng ta thành nô lệ của các. Dạ đúng rồi, Mỹ Hầu Vương đó với một đàn khỉ con ở trong đó đó, Hầu Tử Hầu Tôn đó. Đây, ông tà là cái nghĩa là một ông thần ở trong, rồi để cái cây nhang nó quay cục đá sau khi ông ta dẫn. Ông tà cũng là một dạng vong linh chứ không phải là một. Còn cái Mỹ Hầu Vương là cái tượng nó đặt thêm thôi, chứ bộ Ta Du Ký làm gì có thật, chỉ có ngài có quyền trang đó, chứ không có đệ tử của ngài Quyền Trang là Ta Du Ký bắt giới nha. Nên lịch sử là không có, nên tín ngưỡng giang họ bị lầm vô đó, họ bị nặng về cái phim Ngô Thực Ăn quá, nên là khi mà nói ra chắc chắn những người mà nói, khi mà có nhiều vị mà nói ông Tề nhập vô là cái chuyện đó mình phải nói ông đó là thế nào, tại vì lịch sử không có ông Tề thì mình phải căn cứ vào lịch sử là khoa học mà. Thì đó, đây là ông Tà đại tín ngưỡng giang mà cũng là một dạng vong linh thôi. Ở phía này thì câu chuyện mà thờ tự rất nhiều như vậy á, là do những người dân mà họ đến đây họ cầu nguyện thì họ được cái ơn đó đó, cho nên họ đến, thứ nhất là họ trả lễ bằng những lễ vật, và thứ hai là họ thỉnh một cái hình tướng mà họ đã từng khấn vái mà cho họ được cái ơn đó, thì họ thờ, họ mang đến đây họ thờ. Thì kết quả cho đến hiện tại thì ở đây có cả trăm tượng như thế này với rất nhiều những hình tướng khác nhau. Và thậm chí khi tụi con đến đây tìm hiểu thì tụi con cũng không thể biết hết được những hình tướng này. Đó là những hình tướng là những hình tướng cậu trạng của người Việt Nam. Đây là những cái là đạo mẫu của, đây là mấy vị là mẫu này, mẫu của người Bắc, người ngoài miền Bắc á, là tứ phủ đấy. Đây là những cái này là tượng của người miền Nam mình, còn đây là của người Bắc, chấp thờ người Bắc là mẫu. Đây là tất cả các vị mẫu này nè, cái kia là người miền Nam á, là Diêu Trì Địa Mẫu. Còn cái kia là mấy cái tôn tượng đó đó, mấy cái tôn tượng đó là người gọi là chúa sứ hoặc là ngũ hành gì đó. Còn đây là con thấy nè, cái vị này cũng là mẫu nè. Còn cái này bắt đầu đến Phật giáo, đây là những vị phờ như là Đức Phật ở bên Thái Lan. Đó là ngày đó là ngày Thánh Tăng Xiệu Lý, còn đó hình Phật. Còn đây là như con biết này là các vị này là thuộc về bên đạo gia, đạo giáo á, là nghĩa là mấy vị Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị này nè, mà thiếu cái mão rồi. Còn cái vị này á là Thái Thượng Đạo Tổ, là nghĩa là Thái Thượng Lão Quân á. Thái Thượng Lão Quân mà bên đạo gia người ta lấy Tam Thanh á, Thái Thượng Quân, Nguyên Thủy Nguyên Tôn và Linh Bảo Đạo Quân. Còn cái này là Ngài Vi Đà mà ở đây. Còn những đây là cái này là những người, những binh của Thái Lan, những cái vị này của Thái Lan. Nên tụi con thấy cái cách không phải là họ sinh, mà cái những cái tượng cũ họ đem vô đây, chứ không phải là họ không thờ nữa, họ đem vô đây thôi, chứ không phải là họ khấn vái như theo cái sự đồ mà linh thiêng đâu, hiểu không? Mình nói về linh thiêng đừng nói du khống quá. Đây cái tượng cũ mà họ không thờ nữa, họ đem đây, tất cả nó lộn xộn trên ngầu hết nè, Tam Đa Phước Lộc Thọ đồ, Quan Âm đồ, Ngọc Hoàng Thượng Đế đồ, quá trời mấy cái vị thần thánh đồ, quá trời đây, nó thành một cái rối ren cho cái đây. Nhưng mà cái tính nguyên gian mình phải chấp nhận. Còn bên Phật giáo là không có vụ này. Phật giáo là vụ này đi về chánh kiến. Chánh kiến là tất cả đều phải tin sang nhân quả, chứ không phải dựa vào phần thánh rồi sống. Nếu mà dựa vào thánh thì thiên hạ này nó bị yếm thế. Còn đây là gì? Quan Thánh Đế Quân à? Đây là Ngài Quan Công, là Ngài Quan Văn Trường ấy. Thầy giải thích tại sao Quan Công lại được thờ ngay tại đây, cũng như là Quan Thánh Đế Quân đó thầy. Quan Công đó. Dạ. Quan Công á, thì theo cái thuyết của bên Tam Quốc á, tại vì khi chúng ta bị bên Trung Quốc á, họ đồng quá luôn cái cách thờ luôn. Thế như là Quan Công này là người ta thờ là cái tính nhân quân tử, là nghĩa là không giết ngựa với ngựa, chỉ giết người trên ngựa là thờ quân tử. Nên Quan Công đó mà tha cho Tào Tháo, là nghĩa là khi mà Tào Tháo mà bài trận không giết Tào Tháo, thả. Nên ý nghĩa là thời chánh trực, vị cương trực. Khi mình nói xong thôi, vô đình vô miếu thế thì nhíu đầu quá. Thờ không biết chỗ nào, đây thần tài.
thì con có kinh doanh gì con cứ thỉnh về, lượm về làm ăn. Cái người ta mê tín á, bây giờ rước ông thần tài hay không thần tài là do chúng ta biết cách bố thí, biết cách tu tập. Nếu mà thờ thần tài linh quá thì thiên hạ bị yếm thế, không ai làm ăn hết. Nhưng mà do người ta thỉnh về, nó nói là thỉnh về mới làm ăn được, người ta bị dướng cái đó nhiều, không biết nó có hai đứa có ăn con. Nhưng mà nếu mà an cái lòng của trước đi, hôm nay ngựa mấy thằng ngựa để các vị này cởi họ đeo đồng hóa theo cái kiểu mà giống như lúc còn sống thần thánh. Nếu mà thần thánh thì đi có mấy ngựa này chứ, vậy con ngựa này cũng là ngựa thần luôn, rồi là linh vật khổ đế, nó thật nó dướng vào cái khổ đế nữa. Phía này thì là phòng thờ chính của ngôi miếu, bởi vì miếu Ngũ Hành thì sẽ thờ năm mẹ Ngũ Hành. Và khi con đến đây thì con cũng thấy là có đến mười mấy mẹ rồi, thì trong đó có mẹ, có bà chúa xứ nè, rồi bà chúa tiên, bà chúa xứ bên đây, bà chúa tiên bên kia, và năm mẹ Ngũ Hành lớn thì có năm mẹ Ngũ Hành nhỏ ở dưới. Thì câu chuyện cũng là có những người khi mà đến đây cầu các mẹ nhỏ dưới đây á được cái ơn á, thì họ đến họ trả lễ và họ thỉnh những bức tượng to hơn, đẹp hơn. Dạ, và họ để ở trên thì lại thành 10 mẹ ở đây luôn á, sư phụ. Không, thì nó chỉ 10 mẹ, không phải 10 mẹ đâu, thì giống như ăn phải trưởng thành là phải tượng lớn. Trước chưa ăn, chưa còn nhỏ, trường nhỏ, ý nghĩa thế gian. Nhưng mà chúng ta là cái này chúng ta thế gian, dân gian họ quá cảnh. Thường á, Ngũ Hành á, là năm kim mộc thủy hỏa thổ, đúng không? Kim sinh thủy dưỡng mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Cái cuộc sống chúng ta biết Ngũ Hành là kim mộc thủy hỏa thổ, là năm cái khí mà trong cái ngũ tạng mình. Kim là tượng trưng cho lục phủ ngũ tạng mình, Ngũ Hành là lục phủ ngũ tạng mình. Ví dụ như con thấy cái tạng phổi ấy, nó thuộc về thành kim. Tạng tim á, nó thuộc về thành hỏa. Thức tạng Phật tử giải dụ gì nói thôi nha, chứ thầy không có nói là kim, nói không có chính xác nha. Tại vì cái này thuộc về phong thủy, mà phong thủy thì phải có bài phong thủy riêng, chứ mình nói thì mình đụng chạm đến cái nghề của người ta. Nhưng mình hiểu cho tụi con hiểu vậy thôi, chứ không thời gian nói được. Còn cái này là chúa xứ, là bà là chủ đốc, đúng không? Còn này chúa tiên là thường ở chùa Mớp ở bên An Giang Tịnh Biên nhiều. Chúa tiên là sao thầy? Chúa tiên là chúa của cái, giống như cái vị này không phải chúa của tiên nha, cái vị này là tiên gì xuống dưới cho chỗ đó vào dân gian. Họ có một cái tích nào đó họ đặt cái này, cái vị này là chúa tiên, là nghe chúa ở cái chỗ cái đó, chứ không phải là chúa của tiên. Chúa tiên là chỉ học đế thôi ha, đế thích thôi. Thì tôi có biết rằng ha, qua cái vấn đề này là con biết khi mà nói là vấn đề lọc, nói là lọc thầy, chúng ta vô xin cái lọc, xin lọc trong đầu cái này, đúng không? Này kêu đúng không? Giờ tụi con khấn, nói này khấn biến này thành cái chùa, sau này thành cái chùa. Không được phải không? Không được thôi. Cái gì âm dương gì nào mới được? Ví dụ như xin âm dương, ví dụ như đây độ nguyện cho tất cả chư vị đây sớm siêu sanh là được. Mình biến này cái chùa không được, nhưng thầy các vị đây cũng bị dưới cái niềm chấp đó, nên không có bài. Tụi con có cầu khẳng gì á, con nói sau này con cho tụi con sau này có cuộc sống nó tốt đẹp thì thành sinh thảy ra xuống thôi. Nhưng mà hay là chúng ta bắt đầu sinh ra cái quẻ, cái bắt quẻ, bắt quẻ nhiều như quẻ này, có cái cuốn này dạy tất cả đều qua sách vở và làm cho người ta bị giống như là một cái gọi là bị áp chế bởi mấy vị thần, áp chế bởi thần, biến chúng ta thành nô lệ của các thần thánh. Nô lệ của thần thánh nhiều quá. Tại vì chúng ta cuộc sống mà chúng ta vận động đứng bởi với Đức Phật sinh ra đời là Đức Phật phá đi tư tưởng mà chúng ta phải lệ luật thần thánh. Thần thánh là cho chính chúng ta tạo ra, mà tại sao chúng ta phải dướng vào thần thánh này? Thời mà công xã nguyên thủy là người ta bị dướng vào thần lửa, ta nghĩ rằng thần lửa đồng sẽ bay thì sống, mà cuối cùng nữa, nó bị công xã nguyên thủy, nó bị mất hết. Mà đến đầu Phật xóa bỏ hết tất cả đó. Bây giờ thì cái niềm tin của bây giờ nó lại quay lại. Nên tất cả mọi người có kiến thức về khoa học, có kiến thức về những cái, chúng ta biết rằng
tất cả vị thần thánh đều có hết. Tại vì thần thánh do cái việc họ có công trạng công đức, giống như ngài Nguyễn Trực ấy, là do cái công trạng đất nước hay cuộc sống phong thành đó. Nên cái quan trọng là thần thánh, là có thần thánh nhưng chúng ta không nên phải phụ thuộc vào thần thánh. Chính chúng ta là người thần thánh thế này. Nếu chúng ta sống tốt, đạo đức tốt thì chúng ta là thần thánh. Đấy, bởi vì Đức Phật nói là các ngươi sẽ là thành Phật sau này nếu mà các ngươi tu giống như Đức, giống như ta, Đức Phật thành Phật. Bởi vậy trước khi mà Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, và chúng ta sẽ có khả năng thành Phật, chứ chúng ta không phải là bị yếm thế gì được. Bởi vì cuộc sống này chúng ta đi đâu làm gì, giống như tụi con thấy mình phong linh nhập rồi, tụi con dướng đủ thứ chuyện hết, rồi chúng ta mê tín, bị lệ thuộc vào cái mê tín làm lòng khổ mê tín mình, đúng không? Rồi biết những người mà đến đây á, đa phần những người kiến thức về tâm, về cái sự mình nhận biết về khoa học á, như là về cái một niềm tin tôn giáo, về Phật giáo, họ không có biết cái không biết, người ta không am hiểu, người ta thờ thấy ông này có tượng ông này. Bởi vì ở đây mai chưa có những cái tôn giáo khác nữa đó thì không hay. Nên chương trình tính giờ mọi cái clip này mong muốn các vị những người mà Phật tử phải có chánh kiến rõ ràng, khoa học, và phải có cái minh triết để nhận thức, để hiểu được. Nhưng mình không bại trừ cái niềm tin tôn giáo của dân gian, tại đó là tín ngưỡng, mà tín ngưỡng thì phải tôn trọng. Đây là chỉ nói trên tinh thần là để hiểu thôi, chứ không có bại trừ kêu ta dẹp âm thờ. Mình dẹp âm thờ là mình sai, tại vì tín ngưỡng cũng đúng đấy. Nhưng mà tín ngưỡng đừng bao giờ cuồng tín. Khi cuồng tín chúng ta mới là người khổ. Tín ngưỡng nó rất đẹp, nhưng mà bị cuồng tín, bị một cái thế lực nào đó họ tác động vô, họ chi phối vô, làm chúng ta biến những con người ta thành nhẹ dạ khả tín, và chính chúng ta đi vào cái đau khổ gì đó. Đó, trong hôm nay nay cũng trễ rồi, thôi cũng đã trễ, mình cũng không cần các bạn. Nên chúng ta đến đây vì tinh thần là từ bi của Phật giáo, chứ không phải là vì tinh thần để nổi tiếng, để người khác biết, và kết thúc chương trình để cuộc sống mình nó hiểu rõ hơn. Tụi con bảo hơn là con đi, tụi con phải nhìn nhận được nó, chứ không phải đăng cái clip này để mình câu view câu like gì, không nhất thiết. Không, câu view câu like là chắc chắn có, tại cái nghề của tụi con mà. Nếu mà cái nghề này phủ nhận không có. Nên các vị phải hiểu, tụi con hiểu câu làm gì, nhưng mà phải làm trong cái sự chánh tín. Nó cũng có một số thủ thuật, tại vì bắt buộc cái thời điểm này nó phải có thủ thuật. Có hỏi gì nữa? Dạ, con cảm ơn thầy ạ.